này đa số là những ca mà xuất huyết đen có hiệu cảnh báo để tiền sắp. Còn có những ca sắp vào á, thì là những ca đó là mình truyền cái phác đồ mà chống sốc, thì sau 2 giờ mình đánh giá lại á, thì bệnh nhân thoát sốc thì là tiếp tục được ở đây. Còn nếu bệnh nhân vẫn không thoát sốc thì chuyển đi hồi sức hết. Từ đầu tháng 8 đến giờ á, là cũng chuyển tới 5 ca rồi đó. Theo bác sĩ Phạm Hồng Lâm, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị hơn 800 bệnh nhân sốt xuất huyết. Đáng chú ý, số ca bệnh nặng tăng mạnh từ đầu tháng 8 đến nay. Bệnh nhân nhập viện gia tăng khiến công tác khám chữa bệnh bị quá tải. Đặc biệt năm nay là cái số mà sốc á, và số mà cảnh báo thì chiếm tỷ lệ rất là lớn. Thì trước cái tình hình là số bệnh, số bệnh viện vùng cũng gặp những cái khó khăn, đặc biệt là trong nhân lực thì cũng thiếu. Thì hiện tại là chúng tôi đã được tăng cường 3 điều dưỡng, 2 bác sĩ các khoa bàn nữa, thì tổng số khoảng 20 đến 22 người, một phục vụ có những lúc lên 150 bệnh nhân. Vậy là thực sự là một người làm việc bằng bãi, và số giường bệnh và phòng bệnh thì cũng đã hết, thậm chí có những lúc phải kê ở hành lang, phải nằm giường xếp. Ông Hoàng Hải Phúc, phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Tính đến ngày 16 tháng 8, toàn nhân gây viêm nó là cái gì? Cái viêm mà viêm nhiễm đường sinh sản ấy cũng có thể nó xảy ra khi mà mình dùng một đợt. Kế hoạch đã chỉ đạo người thiện, nhưng mà nhiều các địa phương, nhiều đơn vị thì vẫn là chủ quan, chưa vào cuộc nhiều trong công tác là phòng chống.